khác thì nó sẽ có liên quan đến, thứ nhất là về chấm công rồi nhé, chấm thứ hai công. là về đến vấn đề là giao việc và check lại, kiểm tra lại cái công việc đấy. Một cái nữa là có kiểm tra được cái vật hàng mình gán cho ông shipper nữa, là xem ông ấy đang ở đâu, Là ông ấy giao anh tư cho. nhá. Ok anh đợi em tí này, để em đúng một xíu thôi. Để em chúng một xíu. Anh cứ mô tả đi xong rồi em sẽ đợi em 1 phút nhá. App đấy anh muốn gọi là quản lý giao hàng hay gọi là gì ạ? Nói chung là mình cũng không gọi là gì đâu, mình cứ gọi là của công ty cho nó dễ. Vâng, Thế trong đấy đơn vị của anh tên là gì ạ? nó mình đã admin admin farm, tức công việc của mình là về vấn đề là cấp rau hữu cơ cho các cửa hàng, Ok anh, rồi, chủ đề rất là thì hay. nó sẽ liên quan đến phần thứ nhất là phần ở dưới vườn ấy, gọi là dưới vườn ấy. Phần thứ hai là liên quan đến là cái nơi mà đóng gói chuyển hàng đi khách hàng ấy. Hai vấn đề thôi, thì hai cái đấy, thì cái ở dưới vườn với cái ở trên cơ sở để cấp hàng ấy thì nó đều là chấm công rồi. Nhưng mà ở dưới vườn nó thêm một cái chức năng nữa là nó liên quan đến các cái ô, gọi là cái lô, các cái lô hay là các cái khu vực rau ấy, như là rau này là khu vực nào, diện tích bao nhiêu, nay trồng cái gì, mai trồng cái gì, cũng là cho khu vực đấy là cái gì ấy. Nếu mà nói tóm gọn lại thì anh muốn quản lý những cái quy trình gì ạ? Một là chấm công này. Ừ, một Rồi, là chấm hai là công, gì ạ? hai là giao việc, gọi là giao việc, Giao việc rồi. ba là đơn hàng. Nhưng mà không có dữ liệu sâu lên này. Sâu, thực ra sâu mình chỉ có một cái, nó không có nhiều, ví dụ nhé, bên mình nhé, cái thằng chấm công đi thì là có làm theo giờ, tức là thuê nhân công làm theo giờ, tính 25 30 một giờ ấy, thì là họ có thể đến và đi không có ca cố định. Rồi. Có thể một ngày có thể chấm lên 3 lần công mà. Đấy. Ok Thế là phần anh. công. Rồi tiếp tiếp anh, đơn hàng thì còn gì nữa? Trong cái đơn hàng thì mình hiện tại là cũng chưa chưa mình dùng phần mềm khác để nó tạo đơn rồi, nên là chỉ cần xem được là cái ông shipper ông ấy đang là giao địa điểm này mấy giờ, ông được gán những cái đơn nào nhá, thì ông sẽ được giao đơn đấy. Và khi mà ông nhận đơn thì ông sẽ có các cái trạng thái là nhận đơn này, còn giao xong rồi chờ giao, với lại hoàn thành. Thì trong các cái bước đấy thì đều yêu cầu ông sẽ phải là chụp ảnh lại, là gắn vị trí rồi tác xác nhận tình trạng đơn hàng ấy. Nhưng ở trên phần mềm quản lý đơn hàng thì chỉ quản lý đơn thôi, không quản lý ông shipper đúng không? Mình chỉ quản lý cái đơn hàng ấy thôi, nhưng mà mình sẽ Ok. gán cho cái ông ship đấy là ông sẽ là người thực hiện Rồi, cái ok. công việc đấy. Thì dựa vào đấy thì mình cũng biết được cái vị trí của ông đấy là đang ở đâu. Xong là mình sau đấy thì có một cái bảng gọi như là nó thống kê được là hôm nay thì ông ấy đi những vị trí nào ấy. Rồi, tiếp ạ, quy trình gì nữa ạ? Quy trình của một cái liên quan, gọi như một cái nữa là liên quan đến là ông quản lý của khu vực ở vườn ấy, là ông sẽ giao cho cái bà A, bà B và C này là đi ra cái khu mà có cái khu đất ấy, nó có cái vị trí lô là ABC, thì là hôm nay là yêu giao cho bà A là làm lô A trồng cái gì, hay làm lô B là xử lý cái gì ở đấy, thì mà cái bà đấy bà sẽ vào, bà ấy xác nhận cái đơn hàng đấy, xác nhận cái công việc đấy rồi bà ấy đi thực hiện. Thế Thì cuối ngày họ sẽ nó tự, có cái gì khác so với cái giao việc này không ạ? nó cũng không khác đâu, gọi như chỉ cần gọi như mình giao cho họ, họ thực hiện thì họ chụp ảnh báo cáo, Rồi, ok anh tiếp ạ. xong rồi mình xác nhận lại, mình đánh giá thế thôi, nó cũng không không phức tạp gì Ok, đâu, tức là ba ba cái quy trình này đúng không anh? gần gọi Rồi. như ba quy trình đấy. Ok anh, thế thì em sẽ hỗ trợ anh từng bước một nhé, để làm sao mà chúng ta ít nhất là có cái dữ liệu đầu vào để anh biết là anh sẽ cần làm những cái gì đã. Rồi sau đó thì anh có thể là căn cứ theo cái file này của em thì anh về anh bổ sung dữ liệu vào, hay là thêm cái dữ liệu mẫu sang một bên, xong rồi những buổi sau hoặc là anh nhắn tin riêng cho em thì em sẽ hỗ trợ tiếp cho anh nhé. Bây giờ em sẽ hỗ trợ anh từng cái một này. Thứ nhất là nãy giờ em hỏi anh ấy là để chúng ta xác định ra các cái quy trình cần triển khai, đúng chưa? Đầu tiên là phải gọi được tên các quy trình đã. Nó thì chúng ta có ba cái lớn, một là chấm công này, hai là giao việc và ba là đơn hàng này, đúng không? Đây là tên module này. Rồi yêu cầu. Rồi, yêu cầu thì như anh nói, mô tả bằng lời như nào các anh cứ viết vào đây, chúng ta chỉ bằng hiểu bằng lời đã. Rồi, sau khi mà có cái này rồi thì chúng ta bắt đầu xác định những cái bảng biểu mà chúng ta sẽ cần đưa vào AppSheet.
Vậy thì như trong khóa em hướng dẫn cho các anh ấy, chúng ta có một cái bảng cơ sở này và bảng bổ trợ đúng không? Rồi tạm thời chúng ta làm bảng bổ trợ trước đi. Bảng bổ trợ thì chúng ta sẽ phải xem, à ở đây khi mà xác định bảng thì chúng ta sẽ phải gọi là áng chừng xem là cái app của chúng ta mô đun nó lớn đến đâu, chúng ta phải tạo nhiều app hay tạo một app. Bởi vì nếu như chúng ta tạo một app ấy, sau này chúng ta nhiều app lên thì dữ liệu nó bị nặng nghe anh đó, nên là chúng ta sẽ phải hoạch định từ đầu là chúng ta sẽ dùng một app hay là chúng ta sẽ tạo nhiều app. Nhiều app đó sẽ được nối nhau bằng một cái app mẹ đó, giống như bên em này này, hoạch định từ ban đầu là bên em sẽ có rất nhiều phòng ban, rất nhiều quy trình, phòng ban nào cũng muốn làm 5-10 quy trình. Vậy thì mỗi phòng ban sẽ làm một cái app con phục vụ cho phòng ban đó, sau đó thì nối lại với nhau bằng một cái app mẹ gọi là app tổng của công ty, và ở app tổng đó chúng ta bấm vào, chúng ta sẽ đi vào từng module. Đây em cho các anh chị cái ví dụ ở đây nhé, xong rồi chúng ta sẽ đi tiếp. Đây 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 là app tổng, nó có 8 phòng ban thì có 8 phần. Khi mà bấm vào đây thì nó sẽ có những cái quy trình cụ thể của từng phòng ban đó. Thì với cái app của anh ấy thì nó chỉ có 3 cái module này thôi, thì tạm thời đây gọi là tạm gọi là anh ấy cho em đúng không? Đúng rồi. Đó, còn em không biết là nó lớn đến đâu nhá. Còn nếu như của anh lớn ấy thì chúng ta lại quay lại bài học chúng ta thôi, đó là gì? Đó là tổng một app ấy thì không nên quá 70 cho đến 100 nghìn dòng của tất cả các bảng cộng lại. Vậy thì anh sẽ xem thử cho em là cái bảng chấm công này, một tháng nó phát sinh bao nhiêu dòng, một năm nó phát sinh bao nhiêu dòng. Ví dụ một tháng nó phát sinh khoảng tầm 5.000 dòng chẳng hạn đi, thì một năm chúng ta sẽ có khoảng tầm 70.000 dòng. Vậy thì nếu như chúng ta muốn sử dụng app này trong một năm ấy, thì chỉ làm một app chấm công riêng thôi, chỉ làm một app chấm công riêng cho app chấm công thôi, đúng không? Còn nếu như app do việc mà nó ít chẳng hạn đi, thì chúng ta cứ tính toán xem là trong vòng một năm là tổng cái các cái module chúng ta đưa vào app ấy nó nặng bao nhiêu, thì chúng ta sẽ biết là nên gộp app hay nên tách app, đúng không ạ? Rồi tiếp, đó là sau khi mà biết đã gộp app tách app rồi thì ở đây em tạm thời xác định là chúng ta sẽ làm hết tất cả những cái app này, những cái module này trong vòng trong một app anh nhé. Rồi vậy thì chúng ta đã xác định là làm trong một app, thì chúng ta sẽ xác định tiếp các cái bảng cơ sở và các bảng bổ trợ. Thì em tạm thời em làm các cái bảng bổ trợ trước đó. Chúng ta sẽ có một cái bảng menu này, bảng menu thì cấu trúc nó cũng giống như bảng của em thôi. Đấy, tạm thời copy vào đây. Rồi, tiếp này, chúng ta có một cái cài đặt đúng không? Để tạo ra các cái danh sách sổ xuống như em làm ở đây. Nó cũng chỉ như này thôi. Rồi, chúng ta có thêm một cái bảng đó là thông tin. Đó. Thông tin này thì sẽ bao gồm những cái thông tin để chúng ta đưa vào template để in. Thì nó cũng giống như thế này thôi. Rồi, tiếp đến nhá, chúng ta sẽ cần thêm một cái bảng. Ở bên anh là bao nhiêu người anh? Bao nhiêu người sẽ sử dụng app? Người, nếu mà tính người thì chỉ nó mới rơi khoảng 30 người. 20 người, tầm hơn 20 người. 20 người, cái phần mà chấm công này ấy, là sẽ là quản lý chấm cho các chị đó đúng không? Ừ, cả chị cả ship ấy, tính tất là rơi khoảng 20 người. Shipper là người của công ty mình hay là của bên ngoài? Ship của người nhà. À ok. Người của công ty. Còn những cái người mà thế mình thuê theo giờ đến. Ok, 20 người. Rồi 20 người, vậy thì chắc chắn là cũng sẽ có phòng ban rõ ràng cụ thể đúng không anh? Đó thì để tránh tránh cho cái việc phân quyền nữa. Đúng rồi. Vậy thì chúng ta cũng sẽ xây dựng sơ đồ tổ chức theo cái này. Ở đây thì không cần đến cấp bộ phận đâu, bên anh chỉ cần đến cấp phòng thôi. Được chưa? Ở đây cũng sẽ có sơ đồ tổ chức này. Để sau này chúng ta chỉ cần gọi tên cái mã chức danh của họ thôi, chúng ta không phải đi phân quyền cho từng người đúng không ạ? Trong khóa học em có diễn giải kỹ rồi. Tiếp đến này, chúng ta có thêm bảng thông tin nhân viên này. Trong bảng nhân viên này thì các anh chúng ta lại làm lấy bảng này sang thôi đúng không? Ở trong này có rất nhiều các cái trường thông tin. Ok, rồi gắn mã các thứ vào cho họ. Rồi những cái bảng bổ trợ hết chưa? Chúng ta bắt đầu đến những cái bảng mà chúng ta sẽ cần làm này. Thứ nhất ấy, em sẽ làm cho anh cái phần đơn hàng ấy nhé. Phần đơn hàng này thì đơn giản thôi, chúng ta sẽ chỉ cần cái này, cái module này anh muốn gọi tên là gì anh? Quản lý giao hàng à? Không, em thì cần ghi là H. Gọi là quản lý công việc cũng được, gọi là công việc nhưng quản lý. À, công việc này ở đây cái phần giao việc này nó khác nhau đấy anh. Không, ý là mình cứ gộp chung nó vào đi, còn tên gộp chung hết vào thành quản lý công việc đúng không anh?
gọi là quản lý công việc thì trong đấy cũng có tất cả. Rồi, ở đây thì chúng ta chỉ cần một cái bảng là quản lý công việc thôi này. Tiếp đến, trong bảng quản lý công việc này, các cái trường dữ liệu mà chúng ta thường có gì, 8 trường dữ liệu mà em vẫn bảo với các anh chị rồi đúng không? Thì các anh chị tuân theo cái đó, nhưng mà quan trọng nhất thì em sẽ làm luôn này. Còn trong khóa học thì em đã hướng dẫn chi tiết rồi. Sẽ có một cái ID công việc này. Chúng ta sẽ có một cái phần đó là phân loại đúng không? Phân loại việc ở đây thì chúng ta sẽ có nhóm việc. Ở đây em hình dung nhé, nếu không đúng thì anh có thể sửa lại cho em này. Công việc liên quan đến farm đúng không? Giao việc là ngày hôm hôm nay bạn xuống đó bạn làm những cái gì đúng không ạ? Giống như anh nói ở đây này. Đúng rồi. Đúng không? Công việc đúng liên quan đến farm này, công việc liên quan đến giao hàng này. rồi. Giao hàng này đúng không? Thì gọi là shipper đấy. Gọi là ship Đúng rồi. ấy, ship này, đơn hàng đi. Công việc liên quan đến đơn hàng thì trong này nó sẽ có là hạng mục này. Nếu như bên anh ấy mà nhóm công việc anh phải xây dựng giống như kiểu là một cái cây cây công việc ấy, nó giống như này này. Rồi. Nó cũng giống như này anh này. Nếu như bên nào anh bây giờ bắt đầu sẽ ngồi vạch lại nhé, xem là các cái công việc của anh ấy nó có sắp xếp được thành những cái nhóm, những cái để cho chúng ta quản lý được theo danh mục không. Ví dụ như là nhóm công việc đi, có thể cái này chúng ta không đưa vào app nhé, công việc đi, nhưng cái này là đây là mình nhát thôi này, để mình hoạch định cái app của mình thôi, mình sẽ không đưa vào app. Anh hình dung ra em chưa? Ví dụ như mình bắt đầu ngồi phân loại nhóm công việc, những cái mà anh dự định sẽ đưa vào đây là gồm những cái gì. Ví dụ như to nhất này, phân loại to nhất này thì sẽ việc liên quan đến farm này, việc liên quan đến đơn hàng này đúng không? Trong việc liên quan đến hàng đơn hàng thì sẽ có việc liên quan đến ship này, việc liên quan đến xử lý đơn này, việc liên quan đến chăm sóc này đúng không anh, hay là việc liên quan đến thanh toán này đó. Nếu như bên anh chưa kỹ thì anh làm như này, đây thì em không biết nhá, đây là em đoán mò thôi nhá, em nói thẳng nhá. Nhưng mà anh sẽ phải hoạch định nghĩ kỹ cho em, phân loại các nhóm công việc của anh theo từng cái này để xem là cái mức độ của anh nó nhiều hay ít ấy, chúng ta có hoạch định được trước hay không ấy. Hiểu ý em ở chỗ này không anh? Ví dụ trong farm này thì nó sẽ có công việc liên quan đến ví dụ như là thu hoạch đúng không? Hoặc là hậu hậu gọi là hậu gọi là cái gì? Gọi là đầu tiên là những công việc liên quan đến check này đúng không? Sẽ có người xuống đó để kiểm tra, có người xuống đó để làm đúng không? Em không biết là gọi tên là gì nhưng ý em là như vậy. Tức là chúng ta sẽ phân loại cái này ra hạng mục, ra thành các cái hạng mục khác nhau để xem là nên tách gộp công việc như thế nào ấy anh. Đúng không? Thì sau này khi mà đưa lên app ấy thì nó sẽ giống như cái phần công việc mà em làm ở đây này. Nó thì người dùng họ thay vì họ xem, họ vừa xem theo cả tiến độ này. Đúng không? Họ vừa xem theo cả tiến độ này, họ lại vừa xem theo hạng mục công việc, nhóm công việc nữa. Được chưa? Rồi. Rồi hạng việc công việc liên quan đến farm này, đơn hàng này, công việc liên quan đến ví dụ như là hậu cần này hay là gì gì đấy, cái đấy thì em không biết nhá. Đấy, ý tưởng là như vậy. Phần này thì cũng có thể chúng ta chưa cần đưa vào app, nhưng mà trong quản lý công việc này thì khi mà dựa vào đây này, anh thấy à thôi tôi không cần quản lý đến phần hạng mục đâu, làm này rắc rối rườm rà quá, vậy thì thôi chúng ta chỉ cần một cấp thôi, đó là phân loại thôi, thì chúng ta chỉ cần phân loại. Còn nếu như anh thấy là à tôi muốn chi tiết ra theo từng nhóm công việc để tôi đo đếm hiệu quả hay như nào đó theo từng nhóm công việc đúng không, thì chúng ta sẽ làm hai cấp là phân loại và hạng mục. Còn ở đây thì thông thường chắc là chúng ta sẽ chỉ phân loại thành cấp, đó là một cấp thôi anh nhé, đó là farm và đơn hàng nhé, được chưa? Rồi các trường dữ liệu còn lại thì nó cũng vậy, nó cũng sẽ có như thế này. Trạng thái nếu như anh không có đánh giá thì thôi anh từ các app của em anh loại bỏ đi những cái cột không cần. Ví dụ như ở đây anh có thể bỏ được cột trạng thái này, à, cột đánh giá này, cột trạng thái này cần này. Nhưng mà anh không đổi, anh với cái app của anh ấy anh không cần cái cột đánh giá, nhưng mà anh lại cần cái cột là người kiểm tra. Tức là ví dụ như giao giao cái công việc đó xuống đúng không, thì anh sẽ cần cuối ngày anh kiểm tra lại là à ông này đi đi shipper ở chỗ này đúng không, ông ấy định vị sai chẳng hạn đi, thì chúng ta sẽ phải có một người quản lý hàng ngày vào đấy, là tích vào đấy là đã kiểm tra đúng không, kết quả kiểm tra đạt hay không đạt thì ghi vào. Thì chúng ta ở đây sẽ gọi là kiểm tra này, đánh giá này đúng không, trạng thái này, trạng thái là cũng có 7 trạng thái 8 trạng thái như em nói ấy. Chưa tiếp nhận này, rồi 03 là gì, 04 là gì. Đấy, chỗ này là anh hiểu đúng không anh? Đúng rồi, đúng. Kiểm tra này là chưa kiểm tra này, đã kiểm tra này. Rồi, đánh giá này là kiểm tra này là chưa đánh giá thì nó sẽ hiện là như này. Còn đã kiểm tra này nó sẽ đánh giá là không đạt này, đạt này, hay là gì đó. Đúng, được chưa anh? Rồi, rồi. Rồi, tiếp nhá. Những cái phần phía sau này thì tên dự án này bỏ đi không cần này. Ở đây cũng sẽ có công việc mô tả hướng dẫn này. Tất cả những cái phần này giống nhau hết. Được chưa?
Đây, tất cả những phần này giống nhau hết. Tuy nhiên ở cuối cùng của anh ấy thì sẽ cần có những cột này. Tiếp này, cột đó là thời gian check in này, hình ảnh này, ảnh 1 này, ảnh 2 này, ảnh 3 này. Rồi tiếp này, thời gian check in này, người check in này, nơi check in này, nơi check in. Nó thì cái này sau này chúng ta sẽ phân quyền giống như kiểu là em làm cái app này anh này. Nó có một cái nút là báo tạm dừng hay các kiểu ấy anh, báo cáo ấy. Đây có một cái nút báo cáo giống như này này. Nó thì với cái nút báo cáo này thì ở đây nhá, cái ảnh này thì anh để đấy nhá, em đánh dấu cho anh này. Thay ở đây là image này. Image này. Cái nơi check in này thì anh sẽ để cho em là last log. Last log này nó sẽ lấy được cái định vị ở trên Google ấy. Thời gian này thì anh sẽ để cho em là date time này. Người check in này thì anh sẽ để cho em là enumerate đến bảng nhân viên này. Được chưa? Rồi, ví dụ như là ghi chú đi hay là diễn giải kết quả. Ở đây thì sẽ là long text này. Rồi, ok. Với cái hàm nhé. Hàm ở đây chúng ta sẽ dùng là input này. Đấy, còn nơi check in này chúng ta sẽ dùng hàm here. Khi bấm vào phát nó sẽ tự động lấy định vị của cái này mà người dùng họ không biết, họ không được chỉnh sửa. Nào, thời gian check in này thì sẽ là now này. Cái này thì cũng sẽ là lấy bằng user setting ID. Đó. Rồi, cái này cũng sẽ là input này. Cái cách làm thì anh làm giống hệt cho em ở cái app này. Chúng ta có một cái nút báo cáo hoàn thành ấy. Đó, người ta sẽ nhập kết quả. À, đi ship này là gì? À, đã giao hàng hay là cái gì là khách không nhận đúng không? Khách không ở nhà hay là cái gì đó. Hình ảnh này họ phải chụp lại cái hình ảnh ngay lúc đó. Thì đối với cái hình ảnh nhé, lưu ý ở một chỗ là nếu như anh muốn họ chụp luôn bằng ấy thì anh lưu ý cho em hai cái cài đặt. Thứ nhất là trong phần công việc này, trong cái phần hình ảnh này, anh muốn là nó chỉ hiện ở trên điện thoại ấy, thì anh sẽ bấm vào đây cho em. Từ nha, em sửa lại này. Cái hình ảnh này, anh kéo sang phần editable, anh bấm vào cái phần này cho em. Dùng cái câu lệnh là context này, hot này, bằng device. Đó, thì người dùng họ chỉ được chỉnh sửa khi mà ở trên giao diện điện thoại thôi. Đó là cái thứ nhất nhá. Này, em copy vào đây cho anh rồi này. Rồi, điều kiện thứ hai này. Anh hiểu chỗ này không anh? Hiểu, hiểu. Rồi, điều kiện số 2 nhá, anh phải vào setting này. Anh phải vào cái phần view time option này. Đây, anh tắt cái này đi cho em. Tắt cái này. Chỉ cho chụp thôi, không cho đúng rồi, không cho up lên từ điện thoại. Được chưa? Rồi, vậy thì như này, khi mà mình tắt ở đây thì tất cả các cái app của mình nó đều bị như vậy. Vậy bây giờ chúng ta sẽ phải dò lại xem là với những cái app mà anh đang muốn triển khai như này này, thì cái nào bắt buộc chụp bằng máy tính, cái nào bắt buộc chụp bằng điện thoại, cái nào có thể cho tải bằng máy tính lên. Ví dụ như anh lại làm một cái nhưng khác nữa là quản lý sản phẩm ấy đúng không? Ví dụ vậy đi, danh mục quản lý sản phẩm. Vậy thì cái này thì phải tải được lên từ máy tính. Vậy thì mình sẽ phải tách cái app này ra thành app riêng, đúng không? Còn khi mà anh đã bật như này thì nó sẽ gộp chung hết, là nó sẽ không cho tải lên đâu. Hoặc không thì những cái ảnh ở những cái mô đun kia của anh ấy thì sẽ tải được bằng máy tính nhé. Tức là khi mình tắt cái này lên này, ở điện thoại thì nó bắt chụp nhưng mà ở trên máy tính nó vẫn có thể tải được. Anh hiểu chỗ này của em nói không anh? Anh hiểu. Ok, hay quá. Rồi, bây giờ tiếp đến nhá, quản lý công việc. Vậy thì mình giải quyết được cái bài toán check in này đây rồi đúng không anh? Đấy, với cái module quản lý công việc này anh thấy có còn thiếu cái gì, cái tính năng mà anh mong muốn không anh? Ví dụ nó có các lần cập nhật đấy, thì có thời gian hay là ghi số lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba chỉnh sửa hay là làm... lần cập nhật có như thế nào? Là ví dụ như mà lần mình cho deadline đúng không, nhưng mà lần họ sửa lần thứ nhất là mà chưa hết deadline, lần thứ hai họ có cái gì đấy họ sai hay là
Là chưa tới, họ lại cập nhật lần thứ hai. Ý là mình muốn là lưu lại cái lịch sử mà mỗi lần họ vào họ sửa. À ok, nếu như anh muốn lưu lại lịch sử mỗi lần họ vào sửa ấy, anh tìm cho em trên này. Anh sẽ vào đây cho em. Nghiện AppSheet này. Lưu lịch sử đúng không? Đấy, thì anh sẽ có hai cái video này. Ba cái video chứ. Một đấy là lưu lại lịch sử người đã xem, thì anh xem đây cũng có thể là sẽ có nguyên lý để cho anh ứng dụng được. Thứ hai là lưu lại lịch sử sửa đổi của một dòng dữ liệu này hay là nhiều dòng dữ liệu thì cách làm nó cũng sẽ giống nhau thôi. Đó, anh có thể xem video này để tham khảo này. Rồi. Lưu lịch sử chat nữa, có một cái lưu lịch sử chat nữa. Đây, tạo lịch sử chỉnh sửa các kiểu đây. Nói thì anh xem ba video này là anh sẽ biết cách lưu lại lịch sử chỉnh sửa đấy nhé, mà không cần phải tạo thêm cột phụ là lần một, lần hai, lần ba hay cái gì cả. Được chưa? Rồi, tiếp Sau ạ. đấy là công việc xong thì lại cuối tháng thì sẽ phải là đánh giá xem là họ làm mọi người những công việc Những công anh muốn đánh giá theo kiểu gì ạ? ví dụ như là tỷ lệ hoàn thành Tỷ lệ hoàn thành rồi tiếp. chắc là chỉ vậy thôi, xong bắt đầu là chắc chỉ vậy thôi, nên là phần trăm họ hoàn thành thế nào thì đánh giá là đạt hay không đạt. Ví dụ bên này còn có cả cái phần thưởng ấy, Nó ví dụ ok, công việc vậy như này giao nhá. Như này để làm như vậy nó có hai ý. Thứ nhất ấy, đó là anh muốn đánh giá được tỷ lệ hoàn thành ấy thì dễ thôi, nó sẽ giống như cái phần là tra cứu ở đây này. Tra cứu tí nữa đến cái bài này của mình thì chúng ta sẽ được học. Nhưng nếu như anh muốn tra cứu theo từng người ấy mà nó hiện tỷ lệ cho anh ấy thì em mời anh vào khoa học này. Anh xem cái khóa mà quản lý đơn hàng và chi phí này này. Đấy chưa? Trong này thì nó sẽ có cái áp mẫu. Nó sẽ cho anh cái cách mà để mình dò được theo từng người là tỷ lệ hoàn thành bao nhiêu luôn. Nó nằm ở cái bài mà tra cứu chi phí theo từng kỳ ấy. Nhá, thì anh sẽ làm được cái phần phần tra cứu kết quả hoàn thành của họ. Được chưa? rồi. Rồi, tiếp đến còn nếu như làm đơn giản là lọc từ ngày nào đến ngày nào ai hoàn thành bao nhiêu phần trăm ấy, thì chú tí nữa hôm nay là chính là cái bài đặt bo ấy, thì em và các anh chị sẽ cùng nhau làm phần đó này nhá. Rồi, ý thứ hai đó là khi mà đánh giá công việc nhé, ví dụ như chúng ta có công việc một này, công việc hai này, công việc ba, năm sáu bảy tám chín 10 đúng không, đến cuối tháng mà chúng ta muốn đánh giá được ấy thì ở cái phần mà đánh giá này này thì anh sẽ phải xem lại xem là nên đánh giá là đạt hay không đạt. Sẽ có nhiều cách nhé, em không biết thực tế bên anh làm như nào, nhưng anh cân đối cho em là chúng ta sẽ có hoặc là không đạt và đạt, hoặc là ở đây khi đánh giá thì chúng ta sẽ điền điểm là 1, 2, 3, 4, 5 đúng không? Nếu làm tốt thì sẽ được một đi, nếu làm không tốt thì sẽ bằng 5 đi đúng không? Hoặc chúng ta sẽ đánh giá mức độ phần trăm ở đây là 0% hay là 25% hay là 50% hay là 75% hay là 100%. Được chưa anh? Nhưng mà dù làm như thế nào, dù đạt hay không đạt đấy, thì sau đó chúng ta vẫn phải có thêm một cái cột phụ để quy đổi là phần trăm đi. Đó, chúng ta sẽ đạt đặt câu lệnh là if bằng không đạt đúng không? If mà bằng không đạt này thì nó sẽ là không đúng không? Nếu mà đạt thì 50%, nếu như mà bằng xuất sắc thì bằng 100% hay gì đó để quy ra thành phần trăm. Tiếp đến chúng ta sẽ phải có một cái cột trọng số nữa. Trọng số này cũng có nhiều cách để triển khai. Có nhiều bên thì họ sẽ ghi là quan trọng mức độ công việc các anh. Đây này. Chúng ta có sẵn một cái cột là mức độ công việc này ở đây rồi này, mức độ quan trọng đấy chưa, mức độ công việc ấy, có cái cột mà em và các anh chị đã làm ở cái chỗ là mức độ công việc ấy đâu rồi, cái chỗ mức độ công việc không có à. Nhưng tóm lại là chúng ta sẽ có được một cái trọng số ấy, thì đến cuối tháng này khi mà làm đạt hay không đạt này nó sẽ bắt đầu nhân với trọng số này nó ra thành điểm. Được chưa? Thì đến cuối tháng bắt đầu nó sẽ chia, nó sẽ lấy tổng điểm này, tổng điểm này chia cho tổng công việc này. Đấy, thì có phải là nó sẽ ra được một cái điểm trung bình của nhân viên đúng không? Ví dụ như ông này nhé, làm việc ở đây là 0% này, ông này là 25% này, ông này là công việc 3 ông này làm được 75% này, công việc này ông ấy làm được 50% này. Ví dụ vậy được chưa? Cái mức độ quan trọng công việc ở đây của ông ý thì sẽ là gì? Ví dụ như là 1, 2, 3, 4, 5 đi.
Đó, anh có thể cho thành 5 cấp hay là 3 cấp hay là 10 cấp tùy anh nhé. Bởi vì mỗi công việc nó không giống nhau. Ví dụ như có ông thì làm 3 công việc nhưng 3 công việc lắt nhắt nhỏ nhặt đấy anh. Thì nó sẽ Tôi không hiểu rồi. thì ví dụ như cái công việc quan trọng ông đó không hoàn thành mà ông ấy làm hoàn thành toàn những công việc nhỏ nhỏ thôi thì chúng ta không thể đánh giá ông ấy làm việc tốt được đúng không anh? Hiểu hiểu ý em không? Thì ở đây chúng ta sẽ ra Hiểu thành hiểu. điểm này thì sẽ bằng 0 nhân 1 này 25 nhân 2 bao nhiêu đấy thì tính chia ra cho tổng điểm ở đây của các ông ý. Ví dụ như ở đây thì sẽ bằng là cái này này nhân với cái này này đúng không? Tổng điểm thì sẽ bằng cái này. Rồi. Tương tự như vậy tổng cái này sẽ bằng nhau. Vậy thì cái điểm của ông đó thì sẽ là đó như này đúng chưa? Có phải không nhỉ? Đúng rồi. Tức là có một công việc nó sẽ chia ra là khó, dễ, trung bình như vậy, xong rồi là mình lại nhân lên trung bình, hiểu rồi, cái lách vấn đề hiểu được. Đúng rồi. Rồi, vậy thì anh sẽ tính ra ông này cả tháng ông ấy sẽ làm được khối kết quả trung bình của ông ấy là đạt 61 điểm. Được chưa? Và chúng ta sẽ có thêm một cái ở đây ấy, nếu như anh làm nâng cao nhé, cái này em xin nhắc lại là nâng cao này. Nghe kỹ này. Ở đây sẽ có ông là một tháng ông ấy bị giao tận tận 50 việc khác nhau. Có ông thì chỉ bị giao là hai việc thôi. Vậy thì cái ông mà 61% này mà của 50 việc ấy thì sẽ được đánh giá cao hơn là cái ông là 61 của hai việc đúng không? Đúng chưa? Luôn Đấy, hoặc là những cái công việc này là những công việc nhỏ đi thì chúng ta sẽ nên đánh giá họ tương quan hai cái này này. 61 điểm mà của 33 cái này thì chúng ta sẽ bắt đầu lại lại nhân tiếp đi, ví dụ 61 nhân 33 đi. Đúng không? Nó sẽ phải cao hơn cái ông là 61 nhân với 2 đúng không? Sẽ bằng cái này nhân với cả cái này chia cho 100 thì ông này tích lũy được 20 điểm đi. Nhưng mà cái ông này tổng điểm của ông ấy chỉ là 5 thôi, ông ấy được giao mỗi 5 việc thôi. Và ông này hoàn thành là 75 đi thì sẽ bằng cái này nhân với cái này thì rõ ràng là chia 100 nữa. Đấy, thì thực ra là kết quả thì ông này là mới là ông tốt hơn này. Anh hiểu ý em không? Nó bởi vì ông này bị giao rất nhiều việc mà. Đó, rồi quay lại cái phần công việc nhá, này em sót nhá. Bây giờ ấy sẽ có những cái việc là ví dụ như tên công việc mà mô tả này. Thì nhưng mà ví dụ liên quan đến ship hàng đi. Ship hàng. Thì chúng ta sẽ không điền hết vào phần mô tả này được đúng không? Chúng ta sẽ phải có những cái cột phụ là gì? Cột phụ đó là nơi giao này, đúng không? Tên khách này, mã đơn hàng này. Đúng không anh? Đúng rồi, đúng. Nhưng mà những cái công việc khác ấy, thì lại không cần cái này. Vậy thì giả sử nhá. Giả sử như trên app của chúng ta cái phần công việc này này, ở đây thì giả sử như đây là cái công việc đây là tên tên của cái cột là nơi giao nhé, thì chúng ta sẽ đặt một cái câu lệnh show này vào đây này bằng nếu như phân loại là bằng ship hàng thì cái này mới hiện. Vậy thì chỉ khi nào mà chúng ta chọn cái phân loại là ship hàng ấy thì cái cột phân loại này nó mới hiện lên, tương tự như vậy với các cột khác. Đoạn này anh hiểu không anh? Được. Thế là muốn hiện cột nào thì mình lại điền đấy, không đi đấy. Đúng rồi. À, ví dụ như mà hai cái này mà tách riêng là hai ship khác nhau thì vẫn được đúng không? Được, nhưng mà khi mà anh làm cái bảng thống kê ấy, thì nó rất là khó. Giả sử anh muốn là thống kê được công việc cuối tháng đúng không? Vậy thì nó phải nằm ở trên cùng một bảng thì xử lý dữ liệu nó mới dễ được chứ ạ? Anh hình dung không ạ? Rồi, về phần công việc này À, anh. nhưng mà cái dữ liệu ấy vừa em bảo là mấy 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 chục nghìn dòng, mấy triệu dòng ấy. Rồi. Nhưng mà bây giờ là ví dụ như nhá, ví dụ như cái thằng chấm cộng đi, ví dụ nhá, mà bây giờ là lần một lần hai mình cứ để lỡ là mỗi lần họ chấm là nhảy một dòng, Rồi. với lại là tất cả các lần nó sẽ cùng trên một dòng nhưng mà nó có ở các ô khác nhau thì dữ liệu đấy thì nó như là Đúng rồi, thì cái thằng nó lặng hơn. nếu như anh làm được tối ưu ở trên một dòng ấy thì cái app của anh nó sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều và em khuyến khích cái việc đó. Được chưa? Nhưng mà anh sẽ phải tạo được giống như em ở đây này, trong cái app chấm công này của em Đấy, nhé. nó có cái mục chấm công anh nhìn rồi Này, thì nó có lần một, hai, lần lần 1, ba lần đấy. 2, lần 3, lần 4 ấy thì đây là đáng lẽ là lần 1, lần 2 này chúng ta có thể tách ra thành nhiều dòng nhé, em đưa hết vào trong trong một dòng. Anh hình dung nào ạ? Ok, rồi anh có câu hỏi gì chỗ này nữa không ạ? Không, chỗ này thì không. Rồi chấm công rồi chấm công thì chắc là đơn giản rồi đúng không anh? Cũng không hẳn là Còn đơn chấm giản công nhưng ý là thì anh biết cách hướng làm đó. hướng làm thì ok rồi. Ok. Rồi anh có câu hỏi gì thêm ở chỗ này không ạ? Không, chắc là mình vào bài học trước đi, còn cái này thì để anh tính tiếp, để có gì nữa tiếp sau.
Rồi, ok, em Mọi cảm người ơn anh. quá giờ mọi người. Rồi, em sẽ gửi lại cho anh cái đường link này nhé. Để anh tham khảo và các anh chị khác cũng cùng tham khảo. Rồi thì xin lỗi các anh chị khác là bị lố mất 6 phút. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào lớp học thôi. Và em xin nhắc lại là nếu như anh chị nào mà có vướng mắc về việc là chúng ta bắt đầu tạm áp như thế nào, đúng không? Theo đặc thù của chúng ta thì với học viên của em ấy thì chúng sẽ được cái quyền lợi là em sẽ khám trực tiếp và hỗ trợ như này. Đặc biệt là nếu như anh chị mà gửi data mẫu cho em này, nêu yêu cầu rõ ràng này, thì em sẽ càng hỗ trợ nó càng tốt hơn nữa. Hôm nay là làm chay thôi, làm chay trên kiểu là không có dữ liệu gì ấy, gọi là tự làm mò với nhau ấy. Đấy, thì các anh chị khác em thấy là vẫn ít gửi cho em quá đúng không? Thì các anh chị khác xem xét thì cứ gửi cho em đi, thì từ các buổi sau nữa thì đầu buổi và cuối buổi chúng ta sẽ cùng nhau xử lý các anh chị nhé. Ok rồi, em xin phép là chúng ta sẽ vào lớp thôi.